Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày 19 tháng 10 năm 2021. Và lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin chia sẻ một vài thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại thành phố Sài Gòn cũng như là một vài tỉnh trên cả nước của chúng ta. Như vậy, tính từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 cho đến 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2021, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh có 968 ca nhiễm mới. Tiếp theo là Bình Dương có 439 ca nhiễm mới. Đồng Nai có 393 ca các bạn. Có thể nói trong những ngày gần đây thì số ca nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận trên địa bàn cũng đã giảm xuống rất là nhiều các bạn. Như vậy tính từ đợt dịch thứ tư là từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca. Trong đó có 790.163 ca bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh các bạn. Và có 2 trên 62 tỉnh thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Đó là tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Hòa Bình các bạn. Và có 16 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng 14 ngày qua. Đó là gồm tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên và Thái Nguyên. Như vậy tính từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 cho đến 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2021, số bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận 75 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 51 ca, Bình Dương 14 ca, Đồng Nai 3 ca, Lâm Đồng 1 ca, Cà Mau 1 ca, Sóc Trăng 1 ca, Đà Nẵng 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Tiền Giang 1 ca và An Giang là 1 ca các bạn. Như vậy trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 86 ca. Tất cả những con số về ca nhiễm mới rồi số ca tử vong trên một số tỉnh thành của cả nước của chúng ta trong vòng 24 giờ qua ghi nhận cho thấy là tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có dấu hiệu giảm xuống rất là rõ rệt các bạn. Và cũng liên quan đến vấn đề dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo chiều ngày 18 tháng 10 đã cho biết thành phố hiện tại chưa có kế hoạch tiêm chủng cụ thể vaccine COVID-19 cho trẻ em. Và theo đó, ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có tờ trình gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị thực hiện việc tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đó là ông Phạm Đức Hải đã khẳng định thành phố chỉ mới có tờ trình của Sở Y tế chứ chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian cũng như là việc tiêm phòng. Chuyển sang một tin tức khác liên quan đến lực lượng quân y tham gia hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian vừa qua. Vào chiều ngày 18 tháng 10, Đại tá Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng ở phía Nam, cho biết lực lượng quân y tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 4.300 người đang làm việc tại các bệnh viện dã chiến và trạm y tế lưu động của thành phố. Và hiện nay tại thành phố chỉ còn quận 12 và huyện Hóc Môn là dịch vẫn còn diễn biến khá phức tạp, cho nên lực lượng quân y cũng đang tiến hành để rà soát lại với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi viện cũng như là giữ lực lượng quân y của quân khu 7, quân khu 9 ở lại. Như vậy, theo lãnh đạo Cục Quân y thì cho biết hơn 1.000 lính quân y đã được rút khỏi thành phố thời gian vừa qua. Họ là lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm
trên toàn bộ diện rộng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian vừa qua. Đây có thể nói là một lực lượng hỗ trợ rất là quyết tâm cũng như là cùng với thành phố trong suốt những tháng vừa qua để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đạt kết quả như ngày hôm nay. Đây có thể nói là một sự khích lệ rất lớn giữa quân đội đã hỗ trợ cho địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Và chúng ta chuyển sang một tin tức khác các bạn. Theo Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa sau thời gian ngày 20 tháng 10 năm 2021. Như vậy, theo kế hoạch triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, dự kiến áp dụng trên 3 đường bay Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh, với tần suất trên đường bay đối với từng hãng hàng không không được vượt quá 10% so với mức trung bình ở tuần đầu tiên từ tháng 4 năm 2021 của hãng hàng không. Và theo như đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, như vậy sẽ thực hiện 6 chuyến bay trên một ngày mỗi đường bay. Cụ thể như hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines 2 chuyến, Vietjet Air 2 chuyến, Bamboo Airways 1 chuyến và Pacific Airlines 1 chuyến. Và như vậy các đường bay khác mỗi ngày không quá một chuyến khứ hồi trên mỗi chặng bay đối với mỗi hãng hàng không các bạn. Đây có thể nói là một tin khá là vui đối với hành khách có nhu cầu đi lại di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Đây là những thành phố lớn, lượng khách đi di chuyển rất là cao trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra khá là phức tạp, mà bị áp dụng các cái giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 cũng như là số 16, và ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sông, đường thủy và đường hàng không cũng phải tạm dừng hoạt động. Và chuyển sang một tin rất là vui đối với người lao động cũng như là người công nhân, những người có thu nhập thấp. Bởi vì theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại thành phố đang hoàn thiện các cái đề án để xây dựng những cái ngôi nhà giá rẻ cho lực lượng lao động, cho công nhân, cho những người có thu nhập thấp. Và trong khi mà người ta từ tỉnh quay trở lại thành phố để làm việc thì từ đó họ sẽ có những nơi ở tốt hơn, có cái điều kiện mà để sinh hoạt cũng như là lưu trú, để họ yên tâm làm việc lao động tại thành phố Hồ Chí Minh với những căn nhà giá rẻ hợp lý theo từng cái nhu cầu cũng như là theo từng điều kiện khả năng tài chính có thể. Đó là theo ông Phan Văn Mãi chiều ngày 18 tháng 10 tại phiên họp hội thảo của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố. Thì ông cũng đã cho biết trong thời gian vừa qua, thành phố đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đã cho thấy được những việc gì cần làm và không nên làm. Cho nên thành phố đang hướng đến một cái sự quan tâm đối với người công nhân, người lao động, người phục vụ cho nguồn lao động dồi dào của thành phố. Và chúng ta chuyển sang một bản tin khác. Theo đó, tối ngày 17 tháng 10 thì bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng một tài khoản Facebook để mà livestream nói về việc mà bà được mời lên cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh. Và khi đó bà đã bị ông Võ Hoàng Yên cùng với 4 luật sư đi cùng đã hành hung bà. Thì như vậy theo như công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã điều tra và khẳng định việc bà Nguyễn Phương Hằng tố bị hành hung khi làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh là sai sự thật. Điều này là không đúng với những cái lời nói trong cái buổi livestream tối ngày 17 tháng 10 năm 2021. Đó là lời khẳng định của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Tiếp theo là bản tin về liên quan đến việc mở lại các cái đường tàu cao tốc, các tuyến tàu cao tốc phà biển. Như vậy trong ngày 18 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn xin ý kiến về việc mở lại hoạt động vận tải đường thủy, đã gửi cho Sở Giao thông Vận tải 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang và Bình Dương.
Theo đó thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa Vũng Tàu góp ý kiến về việc mở lại hai tuyến tàu chở khách và hàng hóa đường thủy. Đây có thể nói là tàu cao tốc bến Bạch Đằng đi Cần Giờ ở Vũng Tàu và ngược lại của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xanh DB, và hai là tuyến cố định từ Cần Giờ đi thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Chánh các bạn. Như vậy đối với tỉnh Bình Dương thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho ý kiến về việc mở lại các cái bến ngang sông kết nối giữa hai địa phương để mà nhằm tạo điều kiện thuận lợi di chuyển hàng hóa cũng như là vận chuyển hành khách theo cái nhu cầu điều kiện mà nhiều tỉnh thành ở trên địa bàn thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận cũng bắt đầu dần dần nới lỏng giãn cách xã hội để đưa cái cuộc sống của người dân cũng như là nhu cầu đi lại bằng đường sông. Đây có thể nói là nhiều cái hướng để mà thành phố cũng như là phối hợp với các tỉnh lân cận, đặc biệt là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để mà mở các cái tuyến tàu cao tốc di chuyển từ bến Bạch Đằng đến thành phố biển xinh đẹp thành phố Vũng Tàu. Và như vậy những hình ảnh thông tin vừa rồi đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ước mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.